Chiều cao nó là 1m2 và chiều rộng nó là 80 phân. Đây là khổ A0. Thì bức tranh này được chia thành các phần sau đây. Phần thứ nhất là các đồ hình phản chiếu của diện trận, bao gồm 32 cái đồ hình. Thì các đồ hình này, cái điểm nổi trội của nó là hình vẽ nó rất là sắc nét. Đó, các bạn nhìn thấy nét không nào? Và trên các đồ hình này đều được đánh số để các bạn có thể dễ nhớ, sau các bạn có thể truyền đạt tới người khác là đồ hình số thứ bao nhiêu. Và trên này thể hiện rõ tên gọi của nó rất là rõ ràng. Đó. Thì khi các bạn mà chữa cho bệnh nhân, các bạn không cần phải mở sách mở vở, các bạn chỉ cần nhìn lên bức tranh này là các bạn đã biết ngay được cái bộ phận đang bị bệnh của bệnh nhân nó ở cái hình nào, và mình cứ thế mình tác động làm theo. Các hình này được in rất là sắc nét, in trên nền giấy ảnh màu trắng nên là làm nổi bật các cái bộ phận lên. Đó. Tất cả là 32 đồ hình phản chiếu nhé các bạn nhé. Đó. Rồi tiếp theo cái phần thứ hai, phần này cũng rất là hay dùng các bạn này. Đây là cái phần để mình sơ đồ huyệt để mình có thể tra cứu. Ở bên cạnh này ghi rõ cho mình biết là gì ạ? Là tọa độ các huyệt, ví dụ ở huyệt số 1 có tọa độ cột O và hàng số 7. Thì các bạn nhìn sang cái tờ huyệt này, các bạn nhìn thấy là cột số O này là ở giữa, chúng ta gióng thẳng lên. Và chúng ta nhìn thấy cái hàng số 7 sang thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay đây là huyệt số 1, phải không nào? Đấy, tương tự cho các huyệt khác như vậy. Và bên cạnh này cũng có cái bản đồ huyệt nhìn nghiêng nữa, có những huyệt ở mặt chính nhưng mà có những huyệt ở mặt nghiêng nó cũng có, và các bạn dựa trên cái cách tra huyệt vừa nãy để các bạn có thể tra được. Và cái phần thứ ba của cái bức tranh này cũng không kém phần quan trọng, đó là bộ vị, tức là huyệt phản chiếu của các bộ phận. Đó, thì huyệt phản chiếu của các bộ phận là như thế nào? Ví dụ một người bị đau đỉnh đầu, bây giờ các bạn muốn tìm các huyệt của đỉnh đầu để các bạn bấm vào chữa cho người ta, thì các bạn nhìn vào đây là có luôn các huyệt của đỉnh đầu. Tương tự vậy cho các bộ phận khác, kể cả ngoại vi và kể cả nội tạng, các bộ phận trong cơ thể cũng đều thế cả, có cả. Đó. Thế thì nhiều người thắc mắc rằng cái huyệt bôi đậm là huyệt màu đỏ ở đây nó khác gì so với màu đen. Thì thưa các bạn, là các huyệt màu đỏ ở đây là các huyệt quan trọng hay báo đau, thì có vậy là chúng ta sẽ ưu tiên bấm các huyệt này trước tiên. Đó, đấy ạ. Thì đây là bộ vị. Cái phần tiếp theo bên này là bảng phân loại huyệt theo tác dụng. Thì thầy Bùi Quốc Châu đã phân nhóm các huyệt nào có tác dụng hạ huyết áp, huyệt nào có tác dụng là tăng huyết áp, vân vân. Ở đây thì các bạn có thể dùng các huyệt theo tác dụng này để các bạn bấm cho bệnh nhân. Ở bên này thì có liệt kê là các bộ huyệt căn bản thường dùng. Những cái bộ huyệt này rất là hay dùng các bạn, ví dụ cấp cứu ngất xỉu là chống gió, chống co giật, chống ngã ngàn, tức là các bộ huyệt quan trọng được xếp lên trên cùng. Đó, thì cái bảng đồ hình huyệt phản chiếu và cái huyệt tường hừng này rất là quan trọng, và cái tranh này được hay dùng bậc nhất trong diện trần các bạn. Nhìn vào đây các bạn vừa thấy được các đồ hình phản chiếu, đó, vừa thấy được bảng tra huyệt và vừa thấy được các huyệt thường dùng và các bộ huyệt mình hay dùng. Như vậy khi chữa cho bệnh nhân hay bấm cho mình, các bạn chỉ cần treo cái này trên tường, các bạn nhìn đối diện với nó là các bạn không cần mở sách mở vở, các bạn có thể bấm ngay được cho bệnh nhân, nó rất là thuận tiện và nó giúp cho các bạn mới học có thể học được dễ dàng và nhanh chóng hơn, nắm bắt được nhanh hơn. Chúc các bạn thành công và chữa cho bệnh nhân hiệu quả. Tạm biệt các bạn.